Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, vùng áp thấp nóng tiếp tục mở rộng ra toàn bộ khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, khi nắng nóng với nền nhiệt cao tiếp tục mở rộng ở nhiều nơi với mức nhiệt phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Sang tới ngày hôm nay, diện tích nắng nóng sẽ tiếp tục mở rộng thêm, trong đó nơi có cường độ nắng mạnh hơn cả là khu vực Tây Bắc Bộ, với mức nhiệt cao từ 35-37 độ, có nơi đặc biệt gay gắt, nên nhiệt độ cao nhất đạt 37-39 độ. Còn tại phía đông, trời cũng có nắng nhưng chưa quá gay gắt, với nhiệt độ trưa cao nhất trong khoảng từ 31-34 độ, cá biệt có nơi xấp xỉ 35 độ. Đợt nắng nóng này được dự báo sẽ kết thúc trong ngày mùng 2 tháng 4. Từ ngày mùng 3 tháng 4, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, khiến trời chuyển mưa dông và nền nhiệt giảm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Với miền Trung, sự phát triển và mở rộng của vùng áp thấp nóng phía Tây cũng tác động đến thời tiết khu vực miền Trung. Dự báo ngày hôm nay, ở miền núi các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào đến Thừa Thiên Huế, thậm chí cả một vài nơi ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Bình Định, Phú Yên cũng xảy ra nắng nóng với mức nhiệt từ 35-37 độ, có nơi là từ 38-39 độ. Trong khi đó ở khu vực Nam Trung Bộ, do nằm xa vùng áp thấp nóng nên mức độ nắng vừa phải với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-34 độ, có nơi cao hơn. Lui xuống phía nam của đất nước, thời gian nắng cũng sẽ kéo dài trong ngày. Trong đó thì nơi có cường độ nắng mạnh hơn cả là miền Đông Nam Bộ với mức nhiệt cao từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Trời tiếp tục nắng nóng. Các nơi khác có cường độ nắng vừa phải nên nhiệt độ thấp hơn. Mức nhiệt trưa chiều dao động trong ngưỡng từ 31-34 độ. Thời kỳ từ ngày mùng 2 tới ngày mùng 4 tháng 4, khu vực Nam Bộ dự báo sẽ có mưa rào và dông vào thời điểm chiều tối. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Giữa khu vực vùng núi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Giữa vùng núi là từ 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, phía Bắc là từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng gay gắt, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng miền Đông là từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động.
khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.